Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Mùng 1 cầu trời, mùng 10 số đỏ gấp đôi, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, chúng lớn liên tiếp, giàu ngất ngưỡng trong tháng 6 âm lịch 2024. Thưa quý mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 thân mến, có một câu nói quen thuộc rằng, trời không bắt cá phải bay, cũng không bắt chim phải bơi lội, nên cái thử thách được đặt ra trong mệnh số của Bính Thìn sẽ luôn nằm trong khả năng mà bản thân Bính Thìn có thể giải quyết. Dĩ nhiên, phải dốc sức, dốc lòng, dốc tâm, dốc trí. Sau cái đoạn phi thường này, 76 sẽ không còn đơn thuần như trước. Con người ta học từ nỗi đau nhanh hơn sự sung sướng, học từ núi tiếc nhanh hơn bất kỳ lời dạy dỗ ân cần từ phía ai. Nên sự học trong cái đoạn phi thường này sẽ được chuyển hóa thành kiến thức, dựng lại nhiều phần cá tính trong con người Bính Thìn. Sau đó, với con người mới, với tâm thức mới, Bính Thìn sẽ bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn khác biệt với những gì Bính Thìn từng nung nấu theo đuổi. Thưa quý mệnh chủ Bính Thìn, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho anh chị được vàng bạc tài lộc giàu sang, nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 6 âm lịch để giúp quý anh chị cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến dòng này, mời quý anh chị đăng ký kênh để ra tín hiệu cho Minh Đường Tử Vi rằng anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng nhìn qua về vận mệnh, cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của người sinh năm 1976, tuổi Bính Thìn nhé. Người sinh năm 1976 tuổi Bính Thìn mang mệnh thổ, sa trung thổ, đất pha cát. Sa trung thổ là một dạng đất pha tạp, nên tính cách của những người thuộc bản mệnh này không đồng nhất, đôi khi tự mâu thuẫn với chính suy nghĩ của bản thân. Tuy nhiên, những người này lại có những ưu điểm nổi bật so với cung mệnh còn lại. Họ là những người điềm tĩnh, khoan dung, kiên trì, nhưng khá bảo thủ. Người mệnh này thường rất ít bạn, tuy nhiên lại chơi rất thân. Có tính yêu tự do, không thích sống khuôn khổ và là người khá nhạy cảm, hiền lành, nhân hậu, nhưng cũng có phần đa cảm. Những người thuộc mệnh này có tính cách điềm tĩnh, độ lượng và rất khoan dung, song một vài trường hợp lại khá cứng nhắc và bảo thủ. Thông thường, những người yêu thích sự tự do và phóng khoáng có những sự sáng tạo vượt trội, nhất là trong kinh doanh luôn tạo ra những bước tiến mới. Luôn yêu quý và trân trọng tình bạn, luôn nặng nhiều ân tình với người giúp đỡ mình. Chính vì vậy mà làm bạn với sa trung thổ là điều may mắn đấy. Nhìn bên ngoài, bạn sẽ thấy cung mệnh này khá kiên quyết, nhưng nội tâm phải cố gồng lên mạnh mẽ, trong một số vấn đề lại thiếu đi sự tinh tế vốn có. Với công việc thì lúc quyết tâm mạnh mẽ, mãnh liệt, lúc lại buông xuôi. Đa phần trong xã hội hiện nay, những người sinh năm Bính Thìn đều đóng vai trò quan trọng. Đa phần những người tuổi Bính Thìn thường khá hiếu động và thích gánh vác trọng trách lớn lao. Họ thích khua chiêng trống hay hành sự một cách khoa trương rầm rộ, vì tiềm năng trong họ khá lớn và họ nhận biết được điều đó. Người Bính Thìn có tính cách thay đổi khá nhanh. Bính Thìn là những con người say mê quyền lực, khá ngông cuồng và kiêu ngạo. Tuy nhiên, họ là những người gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Những người sinh năm 1976 lại sở hữu một tính cách vị tha, khoan dung, lúc nào họ cũng tràn đầy sinh lực. Đối với họ thì một cuộc sống đa sắc, màu rực rỡ mới là một cuộc sống đáng để hưởng thụ. Người tuổi này cũng có những tính xấu, đó là hay muốn gây sự chú ý, thích coi mình là trung tâm, đòi hỏi vô độ từ những người khác mà không cần lý lẽ và có những suy nghĩ khá lạ đời. Nhìn chung người tuổi Bính Thìn có một cuộc đời khá hoàn hảo về đường công danh, sự nghiệp cũng như tình duyên, những người này được hưởng một cuộc sống có phần dư giả.
cả cuộc đời họ sẽ sống mà không cần lo về vấn đề cơm ăn áo mặc, hạnh phúc đong đầy. Tuy nhiên, họ sẽ là những người khổ tâm, luôn lo nghĩ mọi việc. Cuộc đời những người bính thìn rất đáng để được người khác ngưỡng mộ và mơ ước. Tuy không phải cuộc sống cao sang quyền quý gì, nhưng cũng đủ để sống thoải mái cả đời. Những người này sở hữu đức tính lớn, nên cơ nghiệp được hưởng khá lâu bền. Tóm lại, cuộc đời bính thìn sẽ có rất nhiều cơ hội tốt để phát triển cơ ngơi, sự nghiệp và thành danh. Những thành công rõ rệt và chắc chắn sẽ giúp cho bạn đứng trên đỉnh cao của vinh quang, thường xuất hiện vào thời điểm khi bạn bước vào tuổi 30 trở đi. Mặc dù trước đó có rất nhiều cơ hội đến với bạn, tuy nhiên công danh sự nghiệp cũng không lên cao lắm mà chỉ dừng lại ở mức độ bình thường, nhưng cũng đủ cho bạn đủ sống để có một cuộc đời dư giả, vui vẻ mà không cần phải lo nghĩ gì về tiền bạc cả. Đa phần những người bính thìn thường có một cuộc sống khá phóng khoáng, tự do, sở hữu tính thông minh, hoạt bát. Họ luôn có một cái nhìn lạc quan mọi thứ trước mắt và đong đầy, cũng tràn ngập màu sắc. Bạn chỉ cần thấy bính thìn vui tươi, thoải mái, chi tiêu, chưa bao giờ thấy họ lo âu muộn phiền, bởi họ là một người có cuộc sống sung túc, không lo nghĩ từ nhỏ. Bính thìn dành nhiều thời gian hơn vào việc phát triển bản thân và hoàn thành sự nghiệp của họ. Họ không bao giờ chán nản, cần buông xuôi là luôn biết cách điều hòa mọi thứ trong cuộc sống. Đa số những người tuổi bính thìn thường không phải chịu vất vả, thiếu thốn thuở nhỏ, mà may mắn luôn mỉm cười với họ. Tuy sở hữu sự nghiệp vững chắc từ sớm, nhưng về tình duyên thì bính thìn thường có một con đường tình duyên muộn màng hơn và kém may mắn hơn những tuổi khác. Một phần là do bản tính sở thích ổn định của họ, một phần do họ kén cá chọn canh, nên không tìm được người ưng ý. Cuộc sống tự do, độc lập luôn được những người này để lên vị trí ưu tiên. Bản chất sống phóng khoáng, ăn sâu vào máu và họ tôn thờ chủ nghĩa tự do. Theo tử vi chọn đời, tuổi bính thìn có tuổi thọ khá cao, trung bình, từ 80 đến 95 tuổi. Tính cách của những người này nhân hậu, bao dung, nên được khá nhiều người yêu mến. Tuổi bính thìn sẽ càng gặp nhiều thuận lợi hơn, nếu làm việc thiện và giúp đỡ người khác, may mắn sẽ tìm đến với họ nhiều hơn nữa. Và sau đây là tổng quan vận trình tuổi bính thìn trong tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tháng 6 âm lịch tuổi bính thìn, dường như bạn không hài lòng với hiện trạng và mong muốn thay đổi tình thế. Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy, lối tư duy của bạn có phần khác biệt, thậm chí có người cho rằng bạn lập dị, rất hợp lý khi bạn mong muốn tìm kiếm cơ hội mới cho mình. Tuy nhiên, nên suy nghĩ mọi thứ một cách thấu đáo, có kế hoạch, đừng để những phút bốc đồng khiến bạn lựa chọn sai lầm. Chính ấn xuất hiện trong tháng mới, nâng đỡ để công việc thuận lợi, khi mọi thứ đi vào guồng quay sẽ đỡ tốn nhiều công sức như trước đây. Thời gian này, tình hình tài chính không có gì đáng phải lo lắng, nghĩ ngợi. Khi mà bạn sống rất tiết kiệm, dù mua sắm gì, bạn cũng cân nhắc mọi thứ khá kỹ càng, luôn suy tính trước sau. Có thể nói, khả năng quản lý tài chính của bạn cải thiện rõ rệt khi mà bạn không còn ham mê mua sắm như trước đây nữa. Bạn quá tốt cũng có khi trở thành điểm yếu, nên học cách điều chỉnh trạng thái cảm xúc trong một số tình huống, hãy đặt bản thân lên trên. Đây hoàn toàn không phải sự ích kỷ mà là điều cần thiết để bạn cân bằng cuộc sống. Chi tiết, từng phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp, tuổi bính thìn trong tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Xem tử vi tháng 6 âm lịch cho thấy, người tuổi bính thìn vốn có tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm và điều này hẳn sẽ giúp ích cho anh chị rất nhiều trên phương diện sự nghiệp. Nguyệt lệnh lâm thai khuyên bản mệnh nên từ bỏ những lo lắng, nghi ngờ không cần thiết về bản thân mình, có thể sẽ có nhiều thách thức cũng như cơ hội bày ra trước mắt. Người tuổi bính thìn hãy là người mạnh dạn đứng lên nhận nhiệm vụ, bởi đây chính là lúc để anh chị gây ấn tượng cho người làm lãnh đạo. Đầu tiên, về mặt thuận lợi, dưới sự che chở của tam hợp, sự nghiệp anh chị tuổi bính thìn rực sáng, những cơ hội phát triển trong công việc. Bản mệnh có sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy để theo đuổi mục tiêu và đây là cơ hội tốt nhất để tuổi này nắm bắt thời cơ, củng cố vị trí đang có, tiến những bước xa hơn trên chặng đường công danh. Thêm sự ủng hộ của thiên ấn xuất hiện, trong tháng báo tin vui cho con giáp tuổi bính thìn biết rằng nỗ lực của bạn trong nhiều tháng qua đã bắt đầu có kết quả. Bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho anh chị nhiều sự hậu thuẫn. Sự phối hợp ăn ý giữa mọi người không chỉ giúp những vấn đề khó khăn trước kia được giải quyết trong thời gian sớm hơn,
mà còn khiến bản mệnh nhanh chóng tạo được sự gắn kết và ủng hộ của mọi người xung quanh. Đặc biệt, điều may mắn nhất trong tháng 6 âm lịch này, đó là có thái âm cát tinh che chở, là dấu hiệu cát lành cho bản mệnh. Đặc biệt là đối với nữ giới, bạn có thể gặp được quý nhân phù trợ cho công việc thêm phần thuận lợi. Những nhiệm vụ tưởng chừng bế tắc trước đây, bỗng chốc tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Thêm chính quan xuất hiện là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ những cố gắng của anh chị sẽ được đền đáp xứng đáng trong tháng này. Bản mệnh có thể được lãnh đạo cân nhắc để thăng chức hoặc là tăng lương. Đây là bàn đạp để bạn thăng tiến mạnh mẽ hơn trong tương lai. Hãy tiếp tục tích cực, thể hiện điểm mạnh của cá nhân mình cho mọi người biết anh chị là ai, Bính Thìn nhé. Tuy nhiên, mặt hung hại trong tháng là có âm sát xuất hiện, cũng khiến bản mệnh thường xuyên cảm thấy đa nghi, khó lòng tin tưởng vào người khác. Điều này có thể tác động tới khả năng hợp tác, làm việc nhóm của bản mệnh. Con giáp này cần phải tin vào người khác nhiều hơn, bởi chẳng ai có thể tồn tại độc lập trên đời. Có lòng đề phòng người khác là tốt, thế nhưng như vậy không có nghĩa là Bính Thìn không thể tin tưởng vào ai. Thứ hai, tử vi tài lộc của anh chị tuổi Bính Thìn trong tháng 6 âm lịch năm 2024. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho biết, tài lộc của tuổi Bính Thìn tấn phát bất ngờ, cục diện tam hợp mang tới cho bạn nhiều may mắn về tiền bạc. Cả nghề tay phải lẫn nghề tay trái đều đem lại thu nhập khả quan, thế nhưng chính tài vẫn có xu hướng nhỉnh hơn. Được sự tương hợp thái tuế trong tháng 6 âm lịch, công việc trên đà tăng tiến mạnh mẽ, đảm bảo cho con giáp này nguồn thu nhập rủng rỉnh. Bên cạnh khoản lương cứng, biểu hiện xuất sắc của mình, Bính Thìn còn có thể nhận được các khoản phụ cấp, đãi ngộ, thưởng nóng về trách nhiệm. Đặc biệt, việc ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, bạn được dự báo sẽ thu về khoản chia doanh số không hề nhỏ. Với người làm kinh doanh, đón lộc về tay nhờ nắm bắt được nhu cầu thị trường, các cơ hội buôn bán liên tục được mở ra trước mắt, có thể khiến bản mệnh bị choáng ngợp. Hãy tìm hiểu thật kỹ một vài hạng mục trong thời gian tới để tiến hành ngay nhé. Tuy mọi việc tiến triển có vẻ khá thuận lợi, song song gỗ quỷ hung tinh có xuất hiện, nên bạn cần phải cẩn thận khi đứng trước các kế hoạch đầu tư, kinh doanh. Có thể đối tượng sẽ lợi dụng bạn lúc bạn lơ là để tìm cách hãm hại, đánh lừa bạn, khiến bạn lâm vào xác xối. Để giữ được lợi thế của mình, bản mệnh nên cẩn trọng trong làm ăn và dành thêm thời gian để quan sát đối thủ. Có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thông qua việc quan sát ấy, bạn có thể nắm bắt hướng đi của đối thủ để có phương án phòng bị phù hợp, lại có thể học tập được từ chính đối phương để điều chỉnh lại bản thân mình. Trong lúc này, những ai đang làm trong lĩnh vực tài chính, bán hàng, bất động sản cần chú ý theo dõi biến động thị trường, tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra phán đoán sai lầm, gây thiệt hại tiền của. Nên biết phòng những chuyện bất ngờ có thể xảy đến, đừng chủ quan mà tới lúc trở tay không kịp, sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình nhé. Thứ ba, tử vi tình duyên, gia đạo, tuổi Bính Thìn, tháng 6 âm lịch năm 2024. Bỏ qua những khó khăn và xui xẻo trong công danh, sự nghiệp, tuổi Bính Thìn được dự báo lại gặp may mắn ở phương diện tình duyên. Theo đó, tháng này bản mệnh được thái âm chủ về nhân duyên giúp đỡ, các mối quan hệ xã giao được củng cố ngày càng bền chặt và cũng hứa hẹn hình thành những kết nối mới, bền chặt hơn, có những cơ hội làm ăn mới hơn. Có cát tinh độ mệnh, người độc thân cũng có thể sớm thoát khỏi tình trạng cô đơn, lẻ bóng hiện tại, rất có thể nửa kia là người có quen biết từ lâu, đôi bên có sự tin tưởng nhất định, nên mối quan hệ tiến triển hết sức tự nhiên. Tình cảm của các cặp vợ chồng tháng này cũng khởi sắc nồng thắm, gia đạo hài hòa, con cái ngoan ngoãn. Đây có thể là phần bù đắp cho bản mệnh, sau những áp lực tại nơi làm việc, hai người có thể cùng nhau chia sẻ, tâm sự, con cái cũng ngày một trưởng thành, biết hỗ trợ gia đình. Cũng sẽ là một niềm vui nhỏ dành cho Bính Thìn trong tháng này. Tuy nhiên, đào hoa vượng thậm chí còn gây nên những cám dỗ tình cảm ngoài luồng không nên có, đe dọa nghiêm trọng tới hạnh phúc hiện tại. Con giáp này nên biết kiểm soát bản thân, phải biết đâu là điểm dừng thích hợp. Thứ 4, tử vi sức khỏe tuổi Bính Thìn, tháng 6 âm lịch, năm 2024. Xem tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch, có nguyệt lệnh lâm đất suy. Đây là dấu hiệu nhắc nhở tuổi Bính Thìn cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Các bác có thể sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên do những áp lực cuộc sống đè nặng, lại thêm ảnh hưởng bất lợi của thời tiết nắng nóng, càng sẽ khiến thể trạng suy giảm. Dù sức khỏe của anh chị vốn có tốt tới đâu,
Thế nhưng áp lực đè nén trong lòng khiến anh chị không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng, ảnh hưởng nhất định tới sinh hoạt hàng ngày, rất dễ đổ bệnh bất ngờ, nên đặc biệt lưu tâm. Đặc biệt, vào tháng 6 âm lịch, anh chị tuổi Bính Thìn sẽ chịu ảnh hưởng nhiều của tiết đại thử đối với sức khỏe. Tử vi tuần 1, từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, sự nghiệp của Bính Thìn lên bổng xuống trầm trong tuần này. Vì thế bạn làm gì cũng phải hết sức tập trung, chú ý, chớ nên lơ là. Khi được cấp trên khen ngợi, bạn vẫn cần phải giữ thái độ khiêm tốn, nếu kiêu căng thì dễ trở thành cái gai trong mắt kẻ tiểu nhân. Tuần này có thể là một tuần hùng cát đan sen đối với người tuổi Bính Thìn. Đầu tuần dưới sự phù trợ của thiên ấn và chính quan, bạn có thể thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, từ giữa tuần trở đi thì bạn sẽ bị cấp trên hoặc đồng nghiệp gây khó dễ, khiến cho các kế hoạch tiến triển khó khăn. Tình hình tài chính của bản mệnh có chút ít khởi sắc vào cuối tuần, song để kiếm được khoản tiền đó thì bạn sẽ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Nếu bạn cảm thấy chán nản bỏ dở giữa chừng thì công sức sẽ đổ sông đổ bể. Khi cầm đồng tiền trong tay, bạn nên có cách chi tiêu hợp lý, chớ nên tiêu tốn tất cả cho hoạt động tiệc tùng, giải trí. Dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa thì bạn cũng đừng bi quan, vì sẽ còn những khó khăn trước mắt, bởi các tinh tử vi sẽ mang tới may mắn, giúp cho bản mệnh hóa giải nhiều nguy cơ, thậm chí là thách thức bất ngờ xuất hiện, cũng là cơ hội để bạn rèn luyện và tiến bộ hơn, thậm chí chuyển bại thành thắng. Đại hao là dấu hiệu chứng tỏ, bản mệnh cũng sẽ phải chi tiêu khá nhiều trong tuần này, có thể là cho các hoạt động xã giao hoặc mua sắm hàng ngày. Hãy cân nhắc chi tiêu hợp lý, đừng đẩy mình vào cảnh cháy túi. Ngoài ra, sao xấu ngũ quỷ còn khuyên bạn cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe, không nên dành quá nhiều thời gian cho vui chơi hoặc là dồn quá nhiều sức lực cho công việc. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ, có giờ giấc hơn, đừng phung phí sức khỏe của bản thân. Phương diện tình cảm vẫn khá trầm lắng, nếu vợ chồng bạn có khúc mắc gì thì nên lập tức giải quyết, chớ nên cố tình lờ đi, khiến rạn nứt đôi bên ngày một thêm rộng. Còn nếu cả hai cùng tích cực và chủ động thì chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân Tý, Ngọ, tiểu nhân Tỵ, Thìn. Màu sắc may mắn đen, trắng. Con số phát tài 89-66, 23. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp thấy rằng, nhìn chung tuần này là một tuần khá may mắn đối với Bính Thìn. Bạn không được nhiều cát tinh phù trợ, nhưng bạn làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, công sức bỏ ra không uổng phí. Đặc biệt, người làm công ăn lương dễ nhận được quyết định thăng chức vào cuối tuần. Với người làm kinh doanh, tình hình tài chính có khởi sắc ngay từ đầu tuần. Chính tài và thực thần là dấu hiệu cho thấy khoản đầu tư dù mới hay cũ của bản mệnh đều đang sinh lời. Bên cạnh đó, việc hợp tác kinh doanh với đối tác cũng diễn ra khá suôn sẻ. Bạn có thể nhân lúc này để mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình. Khi có mối quan hệ rộng rãi, bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn, vì có mọi người xung quanh sẵn sàng giúp đỡ. Giải thần ghé thăm, nhờ thế mà bản mệnh có khả năng thấu hiểu, thấu cảm. Bạn không cần phải dùng uy lực, nhưng cũng khiến người khác phải kính nể. Nhiều vận hạn của bạn vì thế được đổi xa, mang lại cho bạn tháng mới hành thông thuận lợi. Sao dịch mã chiếu mệnh cho thấy, tuần này để kiếm về tiền bạc và danh tiếng thì bạn sẽ phải di chuyển, bôn ba khá nhiều, vì thế không ngại gian khổ nhất thời, nếu muốn hướng đến một tương lai tươi sáng. Phương diện tình cảm cũng đem tới cho người tuổi này nhiều niềm vui. Có thể những hy sinh của bạn từ trước đến nay đã được nửa kia chú ý đến và trân trọng, đối phương cũng đang bù đắp lại bạn một cách tình cảm tương tự. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân Mão, Hợi, tiểu nhân Dần, Mùi. Màu sắc may mắn tím, xanh. Con số phát tài 09-35-62. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 âm lịch. Người tuổi Bính Thìn có cơ hội trải qua một tuần cực kỳ may mắn. Bản mệnh nhận được sự phù trợ của các tinh nên dễ dàng được phân công nhiệm vụ quan trọng. Lại thêm bản mệnh giữ được đầu óc nhanh nhạy, tỉnh táo, nên công việc nào cũng có thể hoàn thành trước dự kiến. Trong những ngày đi làm, người tuổi Bính Thìn cần tránh mâu thuẫn với người quyền cao, chức trọng. Tuần này, bạn cần dĩ hòa vi quý, không nên chuyện bé xé ra to, bởi dù kết quả thế nào, thì khả năng bạn vẫn sẽ là người phải chịu thiệt nhiều hơn.
tình hình tài chính khởi sắc rực rỡ nhất vào thời điểm đầu tuần. Thậm chí, thiên tài cho thấy có người còn phát tài dựa vào may mắn bất ngờ. Bạn không cần phải tốn quá nhiều công sức mà thần tài vẫn chủ động tìm tới cửa. Ngoài ra, sao dịch mã chiếu mệnh cho thấy tuần này có thể kiếm về tiền bạc, danh tiếng thì bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều. Vì thế, bạn không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng nhận được thành quả đáng mừng bấy nhiêu. Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đảo hoa cho thấy bản mệnh vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, xung quanh không thiếu người săn đón bạn. Bạn có thể cởi mở và thử trò chuyện với một vài người, biết đâu trong số đó có người phù hợp với bạn đấy. Với các cặp đôi, quan hệ của hai bạn ngày một gắn bó khăng khít hơn. Dù công việc bận rộn đến mấy, bạn cũng luôn dành thời gian hỏi thăm, chăm sóc, động viên đối phương. Tương lai đôi bên có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng to, gió lớn. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Dậu, Tỵ, tiểu nhân, Mùi, Thân. Màu sắc may mắn, hồng, đen. Con số phát tài, 93, 43, 20. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến hết tháng 6 âm lịch. Tuần này là một tuần khá dễ thở đối với người tuổi Bính Thìn. Cốt làm bạn chịu tập trung cho công việc của mình, thì nhiệm vụ khó khăn đến mấy cũng giải quyết êm xuôi. Còn nếu bạn lơ là thì dễ mắc phải những lỗi sai cơ bản, bị cấp trên trách phạt, nhắc nhở. Tình hình tài chính có khởi sắc ngay từ đầu tuần, do có chính tài và thực thần chiếu mệnh. Bạn biết phát huy thế mạnh của mình, chinh phục được khách hàng, nên kiếm về lợi nhuận nhanh hơn hẳn. So với đối thủ cạnh tranh, người làm công ăn lương nhận được các khoản thưởng nóng, tiền lương. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh cố gắng trong suốt tuần, thì ắt sẽ được khoản tiền dồi dào hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Có điều, Bạch Hổ mang lại điểm báo, bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, cũng như lao động chân tay, đề phòng những sự cố đáng tiếc, đồng thời trốn làm việc quá sức. Phương diện tình cảm đem tới cho con giáp này nhiều niềm vui. Bạn nhận thấy những hy sinh của người ấy dành cho mình và cảm thấy vô cùng trân trọng những điều mà đối phương đã làm. Quan hệ hai người có dấu hiệu ngày một gắn bó và khăng khít hơn, tình cảm vợ chồng nhìn chung hài hòa, dù đôi khi có một vài mâu thuẫn nhỏ xảy ra. Sau mỗi lần vợ chồng tranh cãi, bạn nên dành thời gian để suy nghĩ xem mình còn điểm nào chưa tốt để sửa đổi. Như vậy thì sau này quan hệ đôi bên mới ít xảy ra va chạm. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mão, Thìn, tiểu nhân, Dần, Hợi. Màu sắc may mắn, cam, trắng. Con số phát tài, 78, 45, 21. Cẩm nang vượng vận dành riêng cho anh chị tuổi Bính Thìn. Thứ nhất, giữ gìn sức khỏe, đề phòng tai nạn. Vào tiết đại thừa thì thời tiết nhiệt độ cao, oi bức, độ ẩm lớn, cần phải giữ sức khỏe vì bệnh tật dễ phát sinh. Nhiều người có thể bị cảm, bị bệnh do các loại vi khuẩn, virus phát sinh nhân lúc đến kháng yếu ớt, xâm nhập vào cơ thể. Đây cũng là thời điểm mưa gió thất thường, thiên tai rất nhiều, nguy cơ xảy ra, nên cần đề phòng tai nạn. Thứ hai, lưu ý các bệnh về máu, huyết áp. Tiết đại thử là quãng thời gian oi bức cao nhất, vì thế nên cần chú ý các bệnh về máu, huyết áp, tim mạch, tuần hoàn, tai biến, đột quỵ, nóng trong, mụn nhọt, nhiệt miệng. Vì thế, cần phải điều chỉnh dinh dưỡng, nên sử dụng nhiều loại thực phẩm có tính mát, tính hàn để giúp cân bằng, chế hóa, điều tiết cho cơ thể ổn định, thích nghi được với sự khắc nghiệt của thời tiết. Thứ ba, đề phòng âm khí vượng. Trong quẻ dịch tháng 6 âm lịch ứng với quẻ Độn, quẻ này là quẻ hung, tượng của âm khí phát sinh ngày càng trưởng thành. Âm khí tượng trưng cho bệnh tật, u ám, buồn đau, bất hạnh. Dương khí tượng trưng cho niềm vui, thành công và may mắn. Khi dương khí tiêu biến dần đi, thì sự may mắn giảm đi, ẩn trong đó là các tai họa tiềm ẩn do thiên tai, bệnh tật gây ra, vì thế cần lưu ý đề phòng. Thứ bốn, chú ý kiểm soát cảm xúc. Trong thời tiết oi bức, khó chịu, sức khỏe suy giảm, tâm lý không ổn định, thì quyết định của con người thường mắc vài sai lầm, mối quan hệ với những người xung quanh sẽ phát sinh mâu thuẫn. Nhiều người không kiềm chế được cảm xúc, có thể nổi nóng, cáu bẩn, tổn thương người xung quanh, mất đi hòa khí và tình cảm vốn có. Tiếp theo là chương trình phong thủy may mắn và yếu tố ngũ hành tương sinh tương khắc cho anh chị tuổi Bính Thìn, sinh năm 1978 trong tháng 6 âm lịch. Kính thưa quý vị, con người là một phần nằm giữa trời và đất,
mọi vận động thay đổi của trời đất đều có tác dụng trực tiếp lên con người, có thể căn cứ vào sự vận chuyển của thiên nhiên mà suy ra sự đối ứng lên con người. Phần tinh túy nhất chính là trí tuệ cổ nhân, tạo nên lá số tử vi chính là học thuyết âm dương ngũ hành. Nói đến ngũ hành, không thể không nhắc đến lý tương sinh tương khắc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Vậy tuổi Bính Thìn thuộc mệnh gì trong ngũ hành? Tuổi Bính Thìn thuộc mệnh hỏa. Để vận trình trong tháng 6 diễn ra suôn sẻ và thuận lợi, tuổi Bính Thìn nên ứng dụng các mẹo phong thủy may mắn sau đây trong tháng 6 âm lịch. Thứ nhất, sử dụng màu sắc bản mệnh, ngoài đặc biệt xanh bổ quyết, quý vị cũng có thể thêm hành hỏa bằng cách sử dụng đồ vật, trang phục, thực phẩm mang màu sắc của bản mệnh hỏa, đó là màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu cam đậm. Phương pháp này cũng giúp bổ sung dụng thần hỏa trở nên mạnh mẽ hơn. Sử dụng màu sắc tương sinh, theo ngũ hành tương sinh thì Bính Thìn mệnh hỏa hợp với mệnh mộc, bởi mộc sinh hỏa, đó là các màu xanh lục, xanh nõn chuối, xanh lá cây, và mệnh thổ, bởi hỏa sinh thổ, đó là màu vàng, màu nâu đất. Tuy nhiên, do thổ khiến hỏa suy yếu, thế nên các màu sắc thuộc hành thổ được cho là màu kém may mắn với bản mệnh hơn so với màu thuộc hành mộc. Chọn phương vị quý nhân. Phương vị quý nhân được hiểu là những địa điểm thuộc hướng làm bản thân cảm thấy an lòng, tâm trí từ bế tắc sang thông suốt, minh mẫn, đồng thời tăng năng lượng tích cực, tạo sự tự tin, phát huy hết khả năng tiềm ẩn. Theo đó, hướng Nam được coi là phương vị quý nhân đối với người sử dụng thần hỏa, bởi hướng Nam vượng hành hỏa. Sử dụng vật phẩm phong thủy. Quý vị cũng có thể sử dụng thần là hỏa để ổn định chân mệnh bằng việc lựa chọn ra một vật phẩm phong thủy thuộc hành hỏa thích hợp. Việc dùng đồ theo dụng thần không chỉ mang ý nghĩa về mặt thẩm mỹ mà còn đem đến hiệu quả tốt nhất cho người dùng. Sau đây là một số lựa chọn theo dụng thần hành hỏa mà quý vị có thể tham khảo. Cây thuộc hành hỏa, quý vị có thể đặt tại văn phòng làm việc hoặc phòng ngủ. Một trong những loại cây sau đây: cẩm nhung đỏ, cẩm nhung hồng, cây phú quý, trạng nguyên, thanh thiên, hồng môn, sen đá tứ phương, sen đá ba màu, sen đá hồng, sen đá hường. Đá thuộc hành hỏa, quý vị có thể sử dụng trang sức như vòng tay, nhẫn, vòng cổ, vòng chân hay phụ kiện móc khóa, móc treo điện thoại làm từ các loại đá sau đây: thạch anh tóc đỏ hoặc hồng, cẩm thạch, mắt hổ, ruby hồng ngọc mã não đỏ, thạch anh đỏ. Số thuộc hành hỏa, quý vị cũng có thể bổ sung dụng thần hỏa bằng cách sử dụng các đồ dùng cá nhân như sim điện thoại, số tài khoản ngân hàng, biển số xe có số thuộc hành hỏa là con số 9. Ngoài ra, bản mệnh cần tránh sử dụng các màu có liên quan tới hành kim, thủy như màu trắng, xám, bạc, xanh nước biển, đen, cũng như hạn chế hợp tác làm ăn với những người mang mệnh kim như Giáp Thìn 1963, Nhâm Dần 1962, Canh Tuất 1970, Tân Hợi 1971 và mệnh thủy như Bính Ngọ sinh năm 1966, Đinh Mùi sinh năm 1967, Giáp Dần sinh năm 1974, Ất Mão sinh năm 1975 để tránh xui xẻo. Tương hợp và tương khắc giữa tuổi Thìn và 12 con giáp. Tuổi Thìn với tuổi Tý có thể hợp tác, thế nhưng người tuổi Thìn phải làm chủ thì sự nghiệp mới có thể phát triển. Tuổi Thìn với tuổi Sửu hợp tác không ăn ý, cả hai đều muốn bản thân làm chủ mà không hề có ý định muốn nhường hay tinh thần cùng hợp tác. Nếu hai bên tôn trọng ý kiến của nhau thì thực chất cũng chỉ là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Cuối cùng, sự hợp tác vẫn không mang tới kết quả gì. Tuổi Thìn với tuổi Dần hợp tác cực tốt, đôi bên cùng nhau hỗ trợ để cùng phát triển, cả hai là người cùng có năng lực. Tuổi Thìn với tuổi Mão, người tuổi Mão với người tuổi Thìn hợp tác khá ăn ý. Mão sẽ chịu trách nhiệm thực hiện, còn thì sẽ đảm nhận việc đưa ra quyết định, khả năng đạt thành công là rất lớn. Tuổi Thìn với tuổi Thìn tốt nhất là không nên hợp tác, vì cả đôi bên đều chăm chăm lợi ích cho riêng mình mà thôi. Tuổi Thìn với tuổi Tỵ có thể hợp tác, nhưng người tuổi Tỵ phải tích cực phát huy năng lực của chính mình, đôi khi phải tự lập, tự quyết, nếu không sẽ bị người tuổi Thìn lấn át. Tuổi Thìn với tuổi Ngọ có thể tiến hành hợp tác trong khoảng thời gian ngắn với những việc nhỏ, còn nếu hợp tác trong thời gian dài thì nguy cơ mâu thuẫn là khá cao. Tuổi Thìn với tuổi Mùi có thể hợp tác, song không phải lĩnh vực nào cũng có thể hợp tác, nên hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật là tốt nhất. Tuổi Thìn với tuổi Thân,
Người tuổi thì nếu hợp tác với người tuổi thân thì sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn. Hai người kết hợp cùng nhau làm nên sức mạnh vĩnh viễn, không bao giờ thất bại. Tuổi Thìn với tuổi Dậu có thể tiến hành hợp tác, song nên để người tuổi Thìn nắm vị trí quản lý, người tuổi Dậu có thể trợ giúp trong quá trình kinh doanh. Tuổi Thìn với tuổi Tuất không nên hợp tác, người tuổi Tuất dường như có khả năng đọc được mọi suy nghĩ của người tuổi Thìn, nên người tuổi Thìn cảm thấy không an tâm. Tuổi Thìn với tuổi Hợi, nếu người tuổi Hợi khiêm tốn một chút thì có thể hợp tác thành công. Nhân sinh cảm ngộ. Kính thưa quý vị, đây có lẽ là sai lầm mà rất nhiều người chúng ta đang mắc phải giống nhau. Đó là đối xử với người thân một cách tùy tiện, thiếu lễ độ, không suy nghĩ trước sau, trong khi với người ngoài, ta lại tỏ ra lịch sự, khách khí và lễ độ hơn hẳn. Rõ ràng là mỗi khi tỏ thái độ cáu giận với người thân, xong chúng ta đều cảm thấy hối hận, nhưng sau lại đâu vào đấy, thói quen xấu này vẫn không thể bỏ được. Dường như với người càng thân, con người chúng ta lại càng thiếu đi sự kiên nhẫn. Vậy nguyên nhân ở đây là gì? Thực ra lý do chẳng khác gì, ngoài việc người thân bao gồm người nhà bố mẹ, ông bà, vợ chồng, anh chị em luôn bao dung cho chúng ta vô điều kiện, điều đó khiến cho chúng ta càng ngày càng trở nên vô phép tắc. Nếu như với người khác, những người thuộc mối quan hệ xã giao, quan hệ đồng nghiệp, quan hệ đối tác, việc chúng ta nổi giận sẽ khiến mối quan hệ xấu đi và gây ra cho ta không ít rắc rối. Thế nên, trong giao tiếp xã hội, con người ta luôn phải để ý và áp dụng những cách nói chuyện khác nhau, tùy theo từng nhóm đối tượng khác nhau. Khác với những người thuộc quan hệ xã giao ấy, người thân sẽ chấp nhận những tổn thương mà chúng ta gây ra, không chút oán hận, bởi họ là những người gần ta nhất, thân thiết nhất, có thể bao dung cho chúng ta nhất. Nhưng hãy nhớ rằng, thời gian mỗi người có thể ở bên bố mẹ hay những người thân khác là quãng thời gian vô cùng quý giá và cũng rất có hạn. Đừng để đến khi mất đi mới thấy hối hận về những hành động không đúng chuẩn mực của mình trong quá khứ, thì lúc ấy cũng không còn kịp nữa. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1978. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.